top 12 nhà vô địch Úc mở rộng phần 3. Nancye Wilburton là một vận động viên quần vợt người Úc. Cô đã 6 lần giành danh hiệu đơn nữ tại giải vô địch Úc. Cô được vinh danh vào đài danh vọng của quần vợt thế giới vào năm 2004. Serena Williams với 7 chức vô địch tại Úc mở rộng, hiện cô là tay vợt nữ hàng đầu của thế giới có tổng số tiền thưởng cao nhất mọi thời đại. Cô cũng chính là tay vợt lớn tuổi nhất giành được danh hiệu Grand Slam. Novak Djokovic, ngày 29 tháng 1 năm 2023, anh đã giành chức vô địch Úc mở rộng lần thứ 10 đồng thời trở lại ngôi số 1 thế giới để tiếp tục gia tăng kỷ lục số tuần đứng vị trí số 1 từ mốc 373 tuần. Djokovic cũng là tay vợt giữ kỷ lục về tỷ lệ chiến thắng cao nhất lịch sử quần vợt. Margaret Smith, cô trở thành tay vợt nữ đầu tiên của Australia giành chiến thắng một giải Grand Slam ở nước ngoài khi cô giành chiến thắng trong giải vô địch Pháp và Mỹ trong năm 1962. Các năm sau đó, cô tiếp tục giành chiến thắng tại Wimbledon và vô địch tổng cộng 11 lần tại Úc mở rộng vượt mặt Djokovic. Bấm theo dõi để không bỏ lỡ tin tức thể thao 24 giờ hàng ngày.